thì có khi đôi xanh xanh cũng được mẹ nhỉ. Mẹ ơi, em được cái này. Mua dép thôi. Để mua cái này. Đây mẹ lấy đôi này đi thử nha. Em thích cái đôi này. Ừ, để mẹ lấy đôi đi thử nào. Ca đâu rồi? Đây là ca, chắc là ăn C này. Đây cũng thích giày đẹp đấy nhỉ. Có tay nào? Có tay nào? Đi thử đi, đi. Đi thử. Cái đồ này để cũng chả có size to hơn nữa nhỉ. Sao mà nó được? Này con đi đâu đi thử xem này. Đây, đi đâu đi. Ừ, đúng rồi. Đưa là tính tiền nhé. Rồi. Thích, thích, thích. Đây, con đi trước đây mẹ xem nào. Đi đây nào. Cái đôi, đi con đi đây, cái đôi này đẹp mà. Đây đẹp mà. Con thích đôi nào? Đôi này. Đây, đôi đây nhỏ. Ừ, đấy, đi thử đi bé. Này, hai đôi này màu hồng. Ca đâu nhở? Ca đi ở đây. Đi vào. Rồi con đi thử xem nào. Đi, đi thử xem nào. Đôi này đi nhìn to nhỉ, buồn cười. Đi này. Đôi nào? Đôi này. Ca lại đây. Ừ, con đi vào đi. Rồi, đó. Được không? Ừ, đôi là vừa này nhờ. Mua cái này, đôi này. Ủa, mẹ ơi. Ừ. Đây là cái gì đây? Đây là cái con đu đô. À, đây này. Từ từ. Từ. Ừ. Ừ. Thế lấy hai đôi này cho con nha. Được không? Ừ. Để bóc, để bóc, để bóc. Bóc nhanh đi. À, đây, đây, đây. Chú ý này. Bắt tay nữa nào, bắt tay lại cho. Bắt tay nào. Từ từ, từ từ. Đây. Ừ, ăn xíu. Ừ, ừ, ừ. Rồi, cầm đi. Mẹ, mang mẹ. Mẹ. À, để tí là tính tiền đấy chứ. Ô, con lại mở rồi à? Ờ, rất rồi, đây, đây, đây. Đấy, từ từ. Từ từ cho ăn rồi, để tí là nó tính tiền nào. Rồi. Đây, của con đây. Đây, của ca này. Rồi thôi, ăn một nãy thôi. Nắp đâu rồi? Đây đây. Rồi ca cầm lại tính tiền đấy nha. Ừ. Rồi, lấy nhấc vào với mẹ. Đây, bỏ chân vào. Đây nữa. Bỏ chân vào. Ừ, đẹp thế nhỉ. Đẹp thế nhỉ. Đi, để mang dép lại tính tiền nào. Ca đâu rồi nhỉ? Bé, con đi dép này vào đi. Để đánh hỏi đấy.
tính tiền nhá. Đây để mẹ lấy hai đôi này cho con nhá. Này con cầm lấy một đôi, còn ca cầm lấy một đôi này. Ca đứng lên. Đây 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 ca. Cầm lấy. Rồi đi lại tính tiền nào. Đi. Mang lại tính tiền đi. Đây nhá. Con bỏ lên bàn đi. Đúng rồi. Lại lên nó ngồi đã. Ngồi im nhé ca. Để em lấy một lọ sữa tắm nữa. Ở đây là sữa tắm hay nhờ? Ừ, tắm gội hết đây. Cái này cũng tắm hả anh? Ừ, tắm gội hết rồi. Bỏ lên tính tiền em. Lại đòi bóc ăn đó. Ok. Cảm ơn nhá. Đưa lại tiền này, đưa lại tiền này. Con lại cầm tiền cho mẹ đi. Con lại cầm tiền thừa đi. Cảm ơn bé nhá. Cảm ơn quá. Đây cầm. Đây bỏ đồ này. Con sẽ ta cầm đồ nhá. Ta nào, đi về nào. Nhiều á. Con đưa con cho ca cầm. Đấy. Rồi đi, đi về nào. Bye bye nào, bye bye bác nào. Bye bye bác này. Bye. Bye bye con nhá. Ca biết bye bye không? Từ. Rồi đi nào. Ca đi nào. Đi ca. Đi ra đó nha. Đây này ngồi xem hai đứa ghét này cho em này. À ăn hả? Từ từ. Ừ, để từ từ đó mẹ phải cắt hả? À, rồi. Rồi con đi đi. Con đi có êm chân không? Hả? Rồi mày cắt thêm cái này nữa nha. Rồi em đi thử đi. Rồi qua đây xem nào. Đẹp nha. Mẹ xem nào. Ca ở đây. Bây giờ để mẹ xem trong đây có gì nhá. Lúc nãy là ca mua cái gì đây này. Đây. Rồi cái gì đây này. Ca ở đây ngồi với em này. Ngồi xuống. Rồi từ từ để mẹ mở. Đây để mẹ cho. Con hãm miệng xem. Rồi cho ca này. Ngồi xuống ca. Ngồi xuống. Rồi. Rồi. Nào. Cà ca đây. Rồi để mẹ bóc cái này đây là cái gì đây này. Sữa chua. Yên đây mẹ đẩy cái này này. Cái này ăn ít thôi. Dạ ăn cơm. Ừ từ từ đã đấy mẹ đẩy nó lại đã. Thank you.